âm ly test luôn cả loa. Em đang bán con âm ly Sa Pa 9.100, phải nói là rất đẹp các cụ ạ. Giá 9.400.000 các cụ nhé. Con Sa Pa này phàng các loại loa luôn, rất hay. Cụ nào đang cần tìm âm ly hay, tốt, giá cả mềm mại thì chơi con này gần như là huyền thoại đấy trong dòng Sa Pa, đánh tiếng rất hay. Các cụ nghe nhé. Rồi xa nhau nghìn trùng.